Yo, hello các bạn, mình dậy rồi đây. Trời ơi, má qua chơi phải sói thứ hai máy bay rồi mới ngủ. Ôi trời ơi, đời người luôn. Hôm qua thì không biết lúc giận á, các bạn media có quay cho mình thấy không? Chứ mấy anh em mình á, chơi kiểu giải chiến vậy á, nhìn mình nhìn ưng mắt mà cố luôn các bạn. Nhìn rất là sướng, rất là phê. Bây giờ mấy anh em đang nấu nước nè, pha cà phê nè. Cái này là nấu nước để chút ăn mì gói nè. Cái bãi này anh dọn cỡ bao lâu anh ha? Nhanh đó. Cái này mọi người ao khoảng 2 tiếng. Chưa điện, anh nghỉ không điện nữa. Đây, đi dạo vòng cho bạn xem. Vậy ơi. Hello. Đợt này thì mình có đem cọc. Sáng sớm người ta đi cạo cao su nè. Rồi là tìm tìm giải chiến. Tìm giải chiến coi gì cũng vui chứ ha. Cái bộ võng nằm êm không mọi người? Ngon đúng không? Ngon. Cái mua về thì em sếp mua nha. Nghe nói có bán rồi đó. Không cái giá được hơn bao nhiêu bộ? Được. Ờ, cái võng là 250. Cái võng là 250. Cái tăng 300. Cái tăng là 28 màn quỷ. 300. Ê, tôi ngủ cỡ 250 á. 250-300 á. Một combo cỡ 7 xài. Bạn nào thấy nằm êm mua luôn đi chứ để mất công về tôi lại giặt. Đồ này tại đồ mới á. Có một tin vui cho team á là đêm qua 11 mấy 12 giờ Tuấn Anh xuất hiện như một vị thần để cố gắng hỗ trợ mình tham gia chiến dịch chọn ghép của mình. Thì bây giờ mới 6:30 thôi. Bây giờ là tụi mình ăn uống cà phê các bạn. Ăn uống cà phê sương sương cái thu dọn bãi chiến trường vô là tụi mình chỉ còn bãi thôi đó. Dọn xong rồi bắt đầu mới tắm suối rồi thì mình hồi sẽ chia team ra ha. Hãy lù các bạn, mình có một cái lời khuyên chân thành dành cho các bạn. Mà muốn gọi là phải đi đào lỗ thì các bạn sáng sớm uống cà phê với đường nha, các bạn đừng uống cà phê với sữa nha. Thường á, trong cái sữa này nè, mấy cái sữa này nè, nó có một cái thành phần, cái gì bữa mình đọc á, nó là một cái thành phần, nó không phải là mà hại gây hại nha. Nhưng nó sẽ làm cho cái bụng của bạn nó sôi lên. Khi mà cái bụng của bạn nó hơi sôi lên đó là các bạn sẽ rất là mắc cầu. Và lúc đó nó sẽ có cái triệu chứng là bị tiêu chảy nhẹ. Các bạn phải đi nha. Mọi người đang uống và chuẩn bị ăn nên mình không có nói tới cái chuyện này được. Nó không hơi nhạy cảm các bạn. Tới cái team mình đi biển. Để các bạn lưu ý nha. Uống cà phê phố nha, cà phê phố là chân lý á. Tân là biết mua rồi đó. Tại vì cái nhựa cho nó chảy ra. Xong rồi đó. Cho mấy nước sôi nè. Hey, tôi nhìn sai ha. Lâu lâu uống lần đó vậy anh còn uống mỗi ngày đó. Lâu lâu chọc lại. Ơi cái nắp nhựa mà. Nhưng mà bạn nào ăn mì tôm á, nhanh lấy cái nước này nè. Cái nước này ăn mì tôm má ăn ngọt cái ốc luôn á. Em nên cái mực xin lóc. Cái gì cũng ăn anh. Như vậy. Bạn nào không ăn tạm được nhiều đừng ăn nước này nha. Nó béo quá. Mấy bạn nữ đừng ăn nước này. Đây cái nước thịt hoặc là nước sôi á. Thì mình vẫn làm mì gói nhưng mà mì gói này lạ lắm các bạn. Mì gói này có tới 6 con tôm. Với lại 12 lát thịt nạc. Cục nào cục nấy như thế này nè. Đó. Như này là đủ protein buổi sáng rồi nha. Alo mọi người ra đây nè mọi người ơi. Anh em mình ra đây đi. Trời chào mẹ lần đầu tiên con đường lên TV. Trời. Vậy gì đó. Mấy bạn đang ăn cũng nghe luôn nha. Đây là một hồi mình biết việc mình làm. Bây giờ á mình sẽ chia làm 3 nhóm. Cái nhóm đầu tiên á là sẽ do anh Tướng Anh hỗ trợ. Tướng Anh quản lý cái nhóm này là mình sẽ đi gom rác. Thì bãi của mình á là ngay từ đầu kia cái chỗ mình chơi. Kéo dài ra hết ở ngoài kia. Rồi sau đó sẽ chia một cái nhóm nhỏ đi qua bên hướng bên kia.
mình băng ngang qua cái dòng này luôn để mình nhặt rác bên đó luôn. Thì dự kiến của mình là 50 bao 50 kg. Bạn nào muốn nhặt rác thì qua bên này. Mình chỉ cần thêm khoảng 12 người nữa còn lại thôi. Bạn nào muốn nhặt rác qua bên này. Bạn nào không nhặt rác đứng qua đây nè. Thì bây giờ á, trước khi mọi người dọn rác á thì Hoàng sẽ có hai lưu ý. Thứ nhất á, là Hoàng thấy con bồ cạp ở đây rồi, nó bò ngang trước mặt luôn. Thì nếu mà có bốc vô những cái chỗ mà mình không chắc chắn nó có cái gì hay không á thì nên đạp trước rồi bốc vô nha. Rồi thứ hai á, là mình sẽ đeo hai cái găng tay để mình bốc nha. Mà bạn nào mà bạn nữ á, thì thôi là nên cầm cái gấp. Trâm sẽ đưa bao tay cho mọi người rồi anh sẽ hỗ trợ mọi người ấy nha. Sáu người này sẽ theo Hoàng để ra mình dựng cái kia. Người nhóm còn lại á sẽ theo Trâm. Thì ở đây là dọn rác, ở đây là làm cái biển. Còn ở đây á, tất cả những cái gì mà nằm trên đây thì đều phải vô bao hết. Là em sẽ dọn hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà phải để lại cái bếp để làm gì mọi người đói, ai đói thì có thể vô ăn. Rồi có ai thắc mắc gì không? Không thắc mắc đúng không? Xong, chia nhau ra làm. Rồi, ở đây mình có những cái cây sắt. Mình đem tất cả những cây sắt này ra ngoài cái máy ngoài kia đó. Cái láng nhỏ đó đó. Rồi, đem ra ngoài đó. Được, cái này nhẹ mà, qua đó đi. Nhẹ hiệu quá. Anh em ơi, mình vô tư trị này xuống cho nó khỏi mít nhá. Đúng rồi, bao xi măng, bao cát qua đã. Mình đem bao xi măng ra. Mình xe được, bao nặng lắm. Ừ, thì cứ lấy đi. Rồi, thì ba bạn vô lấy xi măng. Ba bạn dỡ cái láng này ra, nhưng để lại hai cái cây trụ này. Sao em thấy lúc đầu này rào lại mà ta, sao giờ không rào ta? Nhà người ta rào chi rào nè, đầu năm nè mướn người rồ rào lại mà coi nó đạp không còn gì luôn nè. À nó đạp để nó vô nó không? Đúng rồi. Em phải gặp được chủ vườn này để em xin. Tí nó đến chú ngủ giờ nè. Vậy hả? Tại vì em xin để em có mấy cái tấm bảng, em cắm một cái bảng ở đây. Thì thật ra là yếu là ý là cho mọi người vô có ý thức chút xíu, ý là mình cũng mong muốn thôi, hy vọng thôi. Rồi em có mua mấy bao gác em để lại đó luôn, em để lại ngay cái chỗ đó luôn. Chị bữa mà mọi người cứ đăng khu du lịch, chị cũng vô bình luận là chị nói những người đến chơi người đẹp nhưng mà ý thức không đẹp. Ừ. Em nói bữa vô đây chơi vắng, ồ chỗ này đẹp quá, sông rác dữ quá. Bây giờ mới biết. Thôi em làm chị. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ dạ. Mình dọn cái kia xong lấy cái sạn xế đất để làm gì để mình có mặt bằng. Rồi bây giờ ý tưởng là như thế này. Mình sẽ đóng cái khung này trước, đầu giữa và đít như thế này. Thì ba cây này nó được kết nối như thế nào? Như này. Mình phải lật lòng để hôm mình bỏ cái ton cho nó dễ. Không mọi ai đâu, đứng bánh đi đường. Xong một cây. Năm xuyên thủng dép vậy? Sức dầu chưa? Rồi, nha. Dầu quá nha. Ô, sức dầu nha, để không còn đánh chết á. Khi mình bắn á, mình sẽ đè đây nè. Mà cái lực càng mạnh thì cái tốc độ máy nó càng chậm thì nó mới ăn. Thấy không? Chứ còn là nó đâu chắc rồi đâu. Mình đâu có đủ lực mình đè xuống đâu. Rồi, nè. Đây.
Yo. Rồi tiếp đi. Chuyến này mình có hơi cái xe ba gác hay ba gì vậy em chở gà. Cái xe máy chửi này cực lắm. Quá đi đường này quá nè. Quá đi đường này quá, nhưng mà đi gom gom bao đạp cái. Gom bao đạp đi. Ba có cái bộ sáng bộ. Dọn dẹp rác thôi. Ok, chào tất cả các bà con. Mai mốt đừng bao giờ bỏ rác vậy nhá. Để chúng tôi khổ vậy nhá. Chúng tôi không có lồng lương nào đâu, nhưng mà vẫn phải dọn dẹp rác cho các bà con đó. Này, quay chú ơi. Lên. Kinh lại chú mượn là mượn thế nào? Rồi em cảm ơn nha. Xuất sắc. Dưới nước rồi, dưới nước rồi. Là để đến năm sau còn đi nữa chứ. Làm kỹ quá năm sau đi. Tháng sau ra đi chỗ khác. Dịch khỏe là tháng sau đi nữa hả? Đúng. Chạy xe máy là biết bao lâu hả? Ừ. Để thôi.